Tốt bật lửa phong thủy cho người mệnh hỏa. Bật lửa được coi là vật phẩm may mắn, là phụ kiện không thể thiếu của những quý ông hiện đại. Những lựa chọn mẫu bật lửa nào hợp với mệnh hỏa và phát huy năng lượng tốt nhất? Video này Ambe sẽ bật mí cho các bạn tốt bật lửa phong thủy cho người mệnh hỏa. Người mệnh hỏa hợp màu gì? Trong phong thủy, mệnh hỏa là tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, niềm đam mê cháy bỏng cùng ý chí kiên cường, mạnh mẽ. Để phát triển tốt nhất và gặp nhiều may mắn trong công danh cũng như cuộc sống, người mệnh hỏa cần tuân thủ theo quy tắc màu sắc trong ngũ hành để lựa chọn màu phù hợp với bản mệnh của mình. Theo thuyết tương sinh, mộc sinh hỏa, do đó, người mệnh hỏa sẽ hợp với các màu như xanh lá cây, màu của hành mộc, màu xanh của thiên nhiên, tươi mới, sự phát triển và hòa bình. Theo tương hợp, mệnh hỏa sẽ hợp với các màu như đỏ, cam, tím. Màu đỏ thuộc hành hỏa nên nó là màu tương hợp với mệnh hỏa, đại diện cho sức mạnh, may mắn và quyết tâm. Màu cam và tím cũng mang tính tương hợp với mệnh hỏa. Màu cam giúp người mệnh hỏa tăng tư duy sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công việc. Màu tím cho sự lãng mạn, trung thủy và hòa cảm. Ambe sẽ bật mí các mẫu bật lửa đẹp độc đáo mang lại nhiều may mắn cho người mệnh hỏa như bật lửa Lotus L5200 khỏi chất lượng. Mẫu bật lửa với màu đỏ rực cháy, Lotus L5200 là lựa chọn hoàn hảo cho quý ông mệnh hỏa. Lotus là thương hiệu phụ kiện xì gà nổi tiếng châu Âu. Với những tiêu chí phẳng về độ vừa vặn, hoàn thiện, Lotus luôn có những thiết kế đi vào lòng người. Lotus L5200 sở hữu vẻ bề ngoài hiện đại, bắt mắt, logo nổi bật trên thân kết hợp cùng thiết kế ba sọc lạ mắt. Cạnh bật lửa có họa tiết kim cương ấn tượng và sang trọng. Bật lửa được làm từ chất liệu hợp kim bền bỉ, cầm chắc tay và không lo nóng. Ngoài ra nó cũng nhìn thấy được dung lượng ga, được tích hợp thêm đục xì gà tiện lợi. Mẫu bật lửa thích hợp cho quý ông mệnh hỏa ưa thích di chuyển. Bật lửa Zippo ZBT335 dòng phong thủy. Nếu bạn đang tìm kiếm mẫu bật lửa đỏ nổi bật mà vẫn phong thủy cho mệnh hỏa, thì Zippo ZBT335 chính là lựa chọn hàng đầu. Bật lửa được khắc hình nghệ thuật bằng công nghệ khắc ăn mòn hiện đại, tân tiến nhất. Họa tiết rồng lượn tinh tế đến từng chi tiết. Rồng chính là biểu tượng của sức mạnh, quyền uy và sự may mắn. Đây là vật phẩm mang lại tài vận cho người mệnh hỏa. Nổi bật với khả năng kháng gió bền bỉ, buồng đốt 16 lỗ giúp Zippo có thể cháy trong môi trường gió mạnh. Đây chính là món quà tuyệt vời cho những người yêu lửa. Bật lửa kho một tia CKX555. Thương hiệu bật lửa cao cấp từ Mỹ cũng góp mặt trong bộ sưu tập này. Bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một màu sắc phù hợp với sự đa dạng của CKX555. Ưu điểm nổi trội như bật lửa kho một tia mạnh mẽ, chống gió tốt, lộ thoáng giúp lấy khí oxy giúp ngọn lửa có thể cháy mạnh hơn, châm xì gà dễ dàng kể cả trong môi trường nhiều gió. Chất liệu như ABS siêu bền bỉ, chắc chắn, chống nóng tay khi sử dụng, hạn chế hỏng vỡ cả khi va đập mạnh. Có thể nhìn thấy dung lượng ga, dễ dàng kiểm soát nhiên liệu. Thiết kế tinh tế, đơn giản và hiện đại. Màu sắc đa dạng, đặc biệt có màu xanh lá, cam và màu đỏ phù hợp với người mệnh hỏa. Bật lửa Zippo 24747 Classic Hypolite Poulet. Mẫu bật lửa tím mộng mơ cực phù hợp cho người mệnh hỏa. Không thể bỏ qua phiên bản tuyệt đẹp Zippo 24747. Vỏ đồng mạ chrome không gỉ, được đặc trưng bởi vẻ ngoài màu tím đậm, mãnh liệt và cuốn hút. Sự bóng bẩy, ấn tượng của nó sẽ thu hút ánh nhìn của bạn từ lần đầu tiên. Lớp sơn bao phủ toàn bộ các mặt bật lửa một cách mượt mà, không hề gợn tay. Một chiếc Zippo cao cấp cực kỳ phù hợp cho những người đam mê phong thủy, tâm linh. Đặc biệt những người có mệnh hỏa nên sử dụng để tăng thêm khả năng phù trợ, nhận được nhiều cát khí tốt cho sự phát triển. Bật lửa Zippo 21032 cỏ 4 lá. Mẫu bật lửa xanh lá thuộc hành mộc, là màu tương sinh của người mệnh hỏa. Quý ông mệnh hỏa chắc chắn nên sở hữu Zippo 21032 vì các lý do sau. Thiết kế trẻ trung, bắt mắt với màu xanh lá tươi mát thiên nhiên. Logo cỏ 4 lá nổi bật, tượng trưng cho may mắn, có tác dụng mang đến may mắn cho người sử dụng. Lớp sơn tĩnh điện mượt mà, bền màu theo thời gian, khả năng chống gió mạnh mẽ, có thể đánh lửa kể cả những môi trường gió lớn. Tiếng click đặc trưng thanh trong, thu hút. Ruột thép thiết kế chống oxy hóa vừa vặn và khít với vỏ ngoài, hạn chế tình trạng bay xăng tự nhiên. Đi kèm vỏ hộp sang trọng, thích hợp là món quà tặng đầy ý nghĩa. Bật lửa Zippo 231 Matte Orchid Lite. Zippo 231 sở hữu màu cam đầy rực rỡ và bắt mắt. Đây là màu sắc tương hợp với những người mệnh hỏa. Màu cam tương trưng cho sự năng động, trẻ trung và may mắn. Mẫu sơn mát đem lại cho bật lửa một kết cấu hoàn hảo, không hiển thị dấu vân tay, không chảy xước. Vỏ được sơn tĩnh điện tạo kết cấu mịn mượt, bền bỉ không bay màu. Ruột thép mạ chrome ánh bạc kiêu sa, tạo độ chảnh rất riêng, khả năng chống gió tuyệt đỉnh với buồng đốt 16 lỗ, thích hợp đánh lửa cả khi gió lớn. Tiếng click ngân vang, tiếng lắp mạnh mẽ, dứt khoát, đầy đích thị là chân ái của những anh chàng mệnh hỏa đầy nhiệt huyết. Trên đây là top bật lửa phong thủy cho người mệnh hỏa.
Hy vọng các bạn sẽ chọn được mẫu bật lửa yêu thích và phù hợp với mình. Nếu các bạn muốn tìm kiếm nhiều mẫu bật lửa và phụ kiện khác, ghé website của Ambe để khám phá thế giới bật lửa muôn màu nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé.